Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả trở lại với chương trình Nha Khoa với nhà sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hòa. Kính thưa quý vị, hôm nay nhà sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hòa sẽ trở lại với lần sóng với một chủ đề mới. Thì uh, trong cái chủ đề này thì chúng tôi cũng phải đề cập tới một cái thói quen của chúng ta là chúng ta có một cái quan điểm là hơi chủ quan và xem nhẹ cái những bệnh về răng miệng chẳng hạn như cái răng của quý vị đang đau, quý vị cứ nghĩ rằng là uống một viên Tylenol cho nó giảm đau cái nướu của quý vị nó sưng sưng đỏ đỏ, quý vị đi xúc nước muối để cho nó đỡ vân vân và vân vân quý vị cảm giác dường như là nó không nguy hiểm lắm cho cái sức khỏe của con người chúng ta tuy nhiên thực tế nếu mà chúng ta hiểu biết kỹ càng và cặn kẽ hơn đó thì sức khỏe răng miệng nó có liên quan tới một số những bệnh rất nguy hiểm cho cơ thể ông bà ta nói rằng là bệnh tầng khẩu nhập có nghĩa là cân bệnh vào cơ thể của chúng ta nó đi từ đường miệng vào từ đường ăn uống có nghĩa là miệng là cái nơi mà chúng ta bắt đầu uh, thu nhập những cái nguy cơ rủi ro về bệnh cho toàn cơ thể như vậy bệnh nướu răng cũng như là sức khỏe răng miệng nó có một mối liên quan như thế nào và ảnh hưởng tới sức khỏe trong cơ thể của chúng ta ra làm sao hôm nay nha sĩ hòa sẽ trình bày về chủ đề này trước hết xin chào nha sĩ hòa hòa xin chào anh hưng yên và một lần nữa, Hòa rất là vui mừng trở lại với khán thính giả của đài BYN TV. Uh, theo cái lời giới thiệu của anh Hưng Yên, Hòa phục anh Hưng Yên vô cùng. Yeah. Tiếng Việt của anh Hưng Yên, mỗi ngày mà ngồi đây với anh Hưng Yên, Hòa nói thật với quý vị, Hòa học rất là nhiều, được nhiều tiếng Việt. Hôm nay học được cái trong cái lời giới thiệu là bệnh tật khẩu nhập bệnh tầm khẩu, khẩu nhập, nhập. Yeah. phải chi họ biết cái câu này trước khi họ soạn cái bài này thì no. chắc họ lưu loát hơn <laughs> nhưng mà uh, cảm ơn anh hưng yên cái lời uh, giới thiệu rất là hay uh, mình nói với anh hưng yên gần bốn năm năm nay thì thật ra uh, họ rất là cảm ơn anh hưng yên và cảm ơn tất cả quý vị đã Xem đón chương trình của à, Hòa với anh Hương Yên Thì hôm nay Hòa xin um, uh, gửi tới quý vị Cái, uh, cái bệnh nú răng Thì uh, mình nói bao nhiêu năm nay về bệnh nú răng Nhưng mà Hòa muốn nêu một cái điểm Là bệnh nú răng liên quan tới cơ thể như thế nào À, nhiều người chỉ nghĩ khoang miệng là khoang miệng và cơ thể là cơ thể nhưng mà cái đầu nó dính với lại cái tất cả bộ phận của con người thì hôm nay là một cái chương trình hòa soạn rất kỹ à, là bệnh sự liên quan và ảnh hưởng của bệnh nướu răng tới toàn cơ vâng <laughs> cái này thì chúng tôi cũng phải ngắt lời nha sĩ hòa một chút chúng tôi mở ngoặt ở đây là bệnh nướu răng là nghề của nàng là kính thưa quý vị là bởi vì là nha sĩ hòa đã mấy chục năm trong bệnh chuyên môn về về nướu răng cho nên là chúng ta sẽ có cơ hội để lắng nghe chia sẻ của nha sĩ hòa à, chúng tôi nghe nha sĩ hòa chia sẻ và sự chuẩn bị của nha sĩ hòa chúng tôi thích lắm bởi vì rất dễ hiểu mà rất là chi tiết à, thì bây giờ xin hỏi nha sĩ hòa một chút là bây giờ cái sự nướu bệnh nướu răng bệnh khoang miệng nó liên quan tới nhiều những căn bệnh gì trong cơ thể nhất mà chúng ta thường rất là coi thường nếu răng sưng lên giống như chúng tôi nói là chúng ta xúc miệng nước muối là coi như xong là không cần để bác sĩ nữa dạ đúng cám ơn anh hưng yên thì hoàng nghĩ là từ hồi mà năm chín tới bây giờ đó anh hưng yên thì hội y nha dược hội y nha họ uh, có rất là nhiều khảo cứu đưa ra nói tới cái tầm quan trọng của bệnh nú răng liên quan tới những cơ thể những cái bộ phận khác trong cơ thể thì làm sao giống như anh anh Hưng yên nói uh, hoặc là những người Mỹ người ta nói là cái mắt là cửa sổ của linh hồn dạ vâng. thì thì hòa cho đây bệnh tổng bệnh tổng khổ nhọc thì <laughs> bệnh đi từ đường miệng vào bệnh đi từ đường miệng vào thì nếu mà mình coi cái mắt là cửa sổ của tâm hồn dạ vâng. thì cái cái khoang miệng của mình nó là cửa sổ của toàn cơ thì quý vị biết là trong khoang miệng có tới khoảng độ 650 loại vi trùng khác nhau, tốt có, xấu có, nhưng mà những vi trùng này sống tương trợ với nhau trong cái màng vi sinh đó gọi là biofilm. Thì nếu mà một số loại vi trùng xấu mà mà nó tăng trưởng quá nhiều và quá nhanh, thì cái sự quân bình không còn nữa. Thì giống như cái hình mà anh Dũng vừa, vừa đưa lên, từ một chiếc răng, nếu mà quý vị nhìn, nó chia ra chia năm sẽ bảy ra rất là nhiều bệnh nếu mà mình nói từ uh, theo cái đồng hồ thì từ 12 giờ là có thể liên quan tới động mạch tim nè uh, từ răng mình có thể mình từ trong khoang miệng mình có thể mình đưa ra ung thư khoang miệng mm. rồi bệnh tiểu đường rồi bệnh nú răng rồi sự rụng răng hoặc là hôi miệng bad breath hoặc là sự sâu răng rồi tới bệnh phổi rồi tới cái bệnh đột quỵ hoặc wow. là tới cái não bộ thì quý vị biết là trong bốn năm năm nay hòa và anh Hưng yên mình đã cố gắng đưa ra nhiều tài liệu và mình nói cái mình đã nói về ung thư khoang miệng rồi nè rồi mình cũng nói tới um, cái vấn đề mà sự mất răng rồi nè hôi miệng rồi sâu răng nhưng mà trở lại cái hình mà có cái đồng hồ đó thì uh, quý vị thấy trong chín cái căn bệnh hòa vừa mới nêu trên thì hòa với anh hưng yên nếu mà nói thật ra mình chỉ bàn được có năm đề tài thôi anh hưng yên à. còn bốn đề tài còn lại mình chưa bàn tới là sự liên hệ giữa răng và tim mạch liên hệ giữa răng và bệnh tiểu đường liên hệ giữa răng và bệnh phổi và liên hệ giữa răng và não bộ thì đó quý vị thấy ở trên màn ảnh cái mối liên hệ này bệnh tim mạch bệnh mạch máu não bệnh tiểu đường bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bệnh loãng xương biến chứng khi mang thai thì trong 6 cái cơ quan ở trong cơ thể này mình chỉ bàn được có hai thôi anh Hưng Yên, đó là bệnh loãng xương và biến chứng khi mang thai. Nếu quý vị muốn theo dõi những chương chương trình cũ thì quý vị có thể theo dõi hòa với anh Hưng Yên ở trên YouTube. Mình đã nhiều lần nói về bệnh loãng xương biến chứng khi mang thai thì hôm nay hòa xin mạn phép hòa muốn nói cái sự liên hệ giữa răng miệng và đường hô hấp. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, quả thực là chúng tôi cũng rất là bất ngờ. Okay, mới thấy được là kiến thức của chúng ta đôi khi cũng lúc nào cũng hạn hẹp và chúng ta đôi khi uh, bởi vì gọi là ông bà mình đó là điếc không sợ súng đó là bởi vì chúng ta không đủ hiểu hết cho nên chúng ta coi thường hết tất cả bây giờ mới thấy được là răng miệng nó liên quan tới não bộ nó liên quan tới tim mạch nó liên quan tới cả phổi liên quan nhiều thứ quá cho nên cái 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 sau cái show này chắc quý vị cuối cùng với hưng yên sẽ lo chăng cho lo cho răng miệng hơn phải không ạ thì xin mời nha sĩ hòa um, trước khi mà mình đi vào cái chi tiết thì hòa hòa xin quý vị và anh hương yên cho hòa một vài giây một vài phút để mình nói lại những cái kiến thức tổng quát có nghĩa là bệnh hòa muốn nói đây là bệnh nú răng rồi tại sao nó lại liên quan tới cái phần cơ bộ cơ thể khác à, trên màn ảnh quý vị thấy hòa đã đưa những cái hình ảnh này lên rồi bệnh nú răng thường thường nó là cái căn bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp tới nú răng tới gân dây chẳng và ổ xương răng nếu quý vị nhìn cái hình từ trái qua phải thì chúng ta thấy giai đoạn bệnh núi răng từ nhẹ tới nặng trong mỗi giai đoạn chúng ta hãy để ý tới cái mức độ cao của xương hàm ở bên tay phải của mỗi hình với cái dụng cụ đo lường cái chiều cao của xương bằng mm thì nếu quý vị nhìn thấy từ trái qua phải bệnh càng nặng thì chúng ta thấy cái dụng cụ mà đo lường đó lún sâu xuống ổ xương bởi vì vi trùng phá hết cái nền tảng và cấu trúc và quý vị thấy đó là tại sao mà bệnh nú răng đây là nó là cái ổ xương thì cái ổ xương hàm nó đã bị phá hoại bởi những cái nội độc tố do vi trùng gây ra à, một lần nữa đây là cái một công việc rất đơn giản mà họ nghĩ tất cả nha sĩ phải có trách nhiệm kiểm tra cho mỗi bệnh nhân đi, khi đi khám răng, giống như quý vị thấy cái lời giới thiệu của anh Hưng Yên, nhiều khi mình đau răng mình uống viên Talonon hoặc là khi mà mình sưng nú răng thì mình lại đi xúc, xúc bằng đúng. nước muối. Vì cái bệnh nú răng không bao giờ hoặc ít bao giờ mà có những cái triệu chứng rõ rệt cho bệnh nhân. Bởi vậy bệnh nhân không bao giờ biết bảo nó đâu có đau đâu mà tôi đi. Nhưng mà nếu mà mình không kiểm tra sớm cho bệnh nhân thì cái cái vi trùng nó cứ phá hoại nó cứ xâm nhập nó phá hết cái nền tảng mà đợi khi đau thì đã trễ rồi. Dạ vâng. Kính thưa quý vị thì đó là một cái sự tổng quát của nha sĩ Hòa à, Nó chia sẻ về vấn đề liên quan tới nướu răng. Kính thưa quý vị thì bây giờ chúng ta cũng phải đã ôn thì ôn cho uh, cho nó chọn một tí thưa nha sĩ Hòa như vậy là khi chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói là bệnh nướu răng liên quan và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể những cái bệnh khác đó thì bây giờ dấu hiệu của bệnh nướu răng là gì để mà chúng ta có thể biết được rằng là chúng ta phải tới bác sĩ nha sĩ ngay để mà trị chặn đứng cái sự bệnh nướu răng để mà phòng hờ những căn bệnh khác trong cái nội tạng cơ thể của chúng ta. Cảm ơn anh Nhiên. À, từ nãy mình nói về cái giai đoạn từ nhẹ tới nặng nhưng mà nếu mà cái hình kế tiếp đây là cái giai đoạn cuối cùng của bệnh nướu răng đây là mới là lúc uh, nó quan trọng lắm quý vị. Tại vì khi bệnh nhân ở tới giai đoạn này rồi thì lúc đó có thể hơi trễ và có thể bị mất răng hoặc đưa tới những trường hợp khẩn cấp khác. Hòa đưa cho quý vị những cái hình mà Hòa chụp được của bệnh nhân ở trong văn phòng Hòa quý vị thấy là uh, mấy cái hình ở bên tay phải của quý vị đó là hình Hòa chụp trong miệng và quý vị thấy máu mủ chảy ra nhiều rồi nhiều người uh, than trách là bị hôi miệng và quý vị thấy cái hình x-ray ở dưới chỉ rõ cho quý vị đâu là mất xương khi mà mình mất xương như vậy cái hố nó nằm ở dưới đó và thức ăn vi trùng ngày càng đào sâu xuống tại vì những vi trùng này là vi trùng kỵ khí càng sâu xuống bao nhiêu thì oxygen không vào thì nó lại sinh sôi nảy nở bấy nhiêu và quý vị thấy răng tẻ ra răng lung lay và mất răng để trả lời anh hưng yên những cái dấu à, hiệu bây giờ cái này xin ngắt lời của nha sĩ hòa giữ cái hình này thì hưng yên có thắc mắc rằng là cái chỗ cái hình mất xương đó nha sĩ hòa có phải rằng là quý vị nào mà xỉa răng bằng tâm đó thì cái hố ở dưới nó càng lúc nó càng rộng ra thì có phải mất xương không hay là do xỉa răng bằng tâm nó hố nó rộng ra hay là mất xương ạ à? làm sao biết được ạ à? xỉa răng bằng tâm á nhiên không liên có thể nó nó là một cái yếu tố rủi ro thôi. Oh. Nhưng mà nó không có dẫn tới bệnh nú răng. Oh. Nhiều khi cái cái hình mà trên trên màn ảnh mà quý vị thấy đó nó, là do nó vi trùng, nó rộng ở dưới Do đấy. vi trùng phá hoại. Oh. Thì vi trùng những cái vi trùng mà gram negative anaerobic có nghĩa là những vi trùng kỵ khí, nó tiết ra một cái nội độc tố, nó phá hết xương, xương ngày xưa mình cứng rắn nhưng mà khi mà tới giai đoạn cuối cùng như vậy là thông thường người bệnh nhân sẽ bị sưng, bị đau lắm dạ vâng. và uh, nó chảy máu, chảy mù là đó là một cái hố sâu ở trong cái ổ xương hàm. Nó khác với cái chuyện mà chúng ta sẽ răng bằng tâm thì nó rộng cái chỗ cái chân răng nó rộng ra là nó khác. Với lại giữa hai chân răng nó 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 bị mất giống như là nó có cái lỗ đen đen. Dạ vâng. Nhưng mà khi mà hố xương mà như vậy là for rồi. sure dạ vâng. là for sure là bị bị bệnh nữ răng. Dạ vâng. Thì trả lời anh Hưng yên những cái dấu hiệu mà quý vị có thể ở nhà đây là hòa nghĩ những cái dấu hiệu mà khi mà cái tình trạng của bệnh nướu răng nó đã quá nặng thứ nhất là quý vị có thể không thấy là bựa đóng đầy chân răng có thể không thấy nhưng mà nếu mà quý vị thấy đánh răng chảy máu hoặc răng ngày xưa mình trẻ đẹp mình thấy nó nó đứng thẳng mà tại sao bây giờ răng nó bị tẻ ra như trong hình hoặc đã đưa cho quý vị xem hoặc là ngày mình thấy cái răng nó di chuyển vị trí hoặc là khi mà mình ăn uống, răng bị ê buốt khi ăn uống nóng lạnh. À, nú răng co rút, nó, ngày xưa tại sao cái răng mình nó, ngá, nó ngắn mà sao bây giờ nó dài. Hoặc là nú răng bị viêm đỏ và sưng to nay sưng mai xẹp. À, thì lúc đó người Việt Nam mình hay đi xúc bằng nước muối đó, tại vì tưởng là nước muối nó xẹp đi. Nhưng mà khi mỗi lần mà sưng, thì nó càng vi trùng nó càng nhiều hơn và có thể lần sau sưng thì nó mình không chữa được nữa hoặc là quý vị thấy mù chảy ra đây là hoàn nói tại sao mình nói cái vấn đề mù chảy tại vì đây là một cái nguồn mà do vi trùng nó có thể nó đi tới những cái cơ quan khác của trong cơ thể dạ vâng à, cái này mà quý vị nói là mũi chảy ra thì hình như là cái mùa dị ứng này ấy, là nhiều quý vị ấy, à, sẽ thấy liên đới giữa mũi và họng và miệng lắm như vậy thì chúng ta không thể coi thường được phải không ạ không thể coi thường cái chuyện mà mũi chảy từ uh, cái oh. nước nhầy mũi chảy từ mũi xuống họng họng vào răng vào miệng như vậy là đôi khi cái này uh -huh. hương yên thấy hình như ai cũng coi thường lắm nhưng mà khi mà nha sĩ hòa nói cái này hương yên hơi lo là bởi vì hương yên cũng đã từng có cái đó không nước, nước mũi cái mùa dị ứng đó hương yên khi mà nước mũi nó chảy ở tầng ở sau mà về cổ họng á thường thường việt nam mình hoặc là những người bệnh người ta hay tìm tới những cái thuốc thì nó có thể nó làm khô miệng hoặc làm rất là hôi miệng. Dạ vâng. Nhưng mà mình nói về cái bệnh nú răng thì có thể nó không liên, liên quan không liên tới quan bệnh đến tới bệnh nướu răng. Nhưng mà yes cũng phải mình cũng phải liên quan tại vì khi mà khô miệng nó làm cho uh, cái miệng mình nó bị khô vi trùng nó sinh sôi nảy dạ nở vâng. hơn. Thì nó là cái 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 sự gián tiếp chứ không phải trực tiếp. Dạ. Vâng. Nó dạ. không nó không dính dán tới tới răng. Dạ. Dạ vâng. Rồi bây giờ cái hình mà cái tiếp Hoa xin quý vị uh, nếu mà họ hò, hòa giảng cho quý vị Tại sao cái bệnh núi răng nó rất là uh, uh, quan trọng khi mà nói tới uh, những cái cơ phần khác. Quý vị đã hiểu rồi, từ số 1 tới số 3, nhất là thứ nhất là nhiều cuộc khảo cứu cho thấy cái chất vôi hoặc là quý vị gọi, quý vị gọi là cao răng hoặc bựa răng đóng ở dưới chân răng, đóng thành màng, gọi là màng vi sinh. Đó quý vị thấy cái chữ biofilm tiếng Việt là màng vi sinh. Cái màng này nó đóng góp vào cái phần tương trợ sự sống còn của những vi trùng các loại vi trùng hiện diện trong khoang miệng. Cái hiện tượng mà cộng sinh hoàn nói đó, đó là symbiotic relationship giúp cho khoảng độ 650 loại vi trùng sống tương trợ lẫn nhau chung quanh chân răng. Đây là kể cả vi trùng xấu và vi trùng tốt thì nó sống tương trợ với nhau. Nhưng khi cái cơ thể mình không quân bình hoặc cái kháng thể của mình nó bị suy nhược thì khi cái, cái số vi trùng xấu đó hương nhiên khi cái số vi trùng gây bệnh á, nó tụ tập càng ngày càng nhiều so với cái số vi trùng mà bình thường đó là tốt á, thì lập tức cái phản ứng của cơ thể của mình tiết ra những chất kháng sinh theo những cái hình số 2 quý vị thấy để đem lại cái sự quân bình cho cơ thể và khi mà cái tình trạng bệnh nú răng nó quá nặng mà Hương Yên thấy chảy máu, chảy mũ thì bắt đầu quý vị phải nhớ là những cái mô cứng mô mềm ở trong miệng nó đã tan rã ra rồi và quý vị thấy khi mà trong tình trạng nặng của bệnh nú răng thì bệnh nhân thường hay chảy máu khi mà bị chạm vào khi mà như vậy thì quý vị biết là vi trùng có thể rỉ vào hoặc là nó làm cái lỗ thủng ở trong mạch máu và từ chỗ đó hệ khi mà quý vị thấy hệ thống miễn nhiễm mà gặp những cái số vi trùng mà gây ra bệnh thì nó phòng thủ và nó chống trả lại thì Dĩ nhiên cũng đem lại một cái số thiệt hại nào đó trong cái 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 trong phần cơ bộ của mình và làm thủng cái mặt máu giúp cho vi trùng xâm nhập vào cái nguồn máu chính trong cơ thể và từ đó quý vị thấy nó dẫn tới bộ não nè rồi dẫn tới tim mạch nè dẫn tới phổi nè gan rồi thận kể cả bào thai một lần nữa đây là một cái cách chính mà vi trùng trong miệng có thể dẫn tới các bộ phận khác qua nguồn máu dạ vâng đó hưng yên thấy không thì thành ra những khi mà cơ thể mình cái kháng thể đó hưng yên mà gặp những vi trùng đó thì vi trùng nó phải phấn đấu nó phải chống lại những cái chất ba á chất những cái chất mà phế thải của vi trùng đưa ra dạ vâng. thì hai bên kháng lại với nhau thì đem tổn thương tới cơ thể mà khi mà vi trùng nó đã vào nguồn máu rồi nó có thể đi tất cả các bộ phận ở trong miệng được trong trong cơ thể được dạ vâng kính thưa quý vị chúng tôi nghe thấy như vậy chúng ta thấy rằng là không thể nào coi thường về cái bệnh răng miệng mà đặc biệt là cụ thể là bệnh nướu răng được thì chúng tôi cũng gần hết giờ rồi thì thực ra thì chúng ta À, tờ hẹn nha sĩ Hòa lần tới thì nha sĩ Hòa sẽ tiếp tục chia sẻ cái vấn đề liên quan với bệnh nướu răng tới một số những căn bệnh những cái cơ quan khác và đặc biệt là phổi à, kính thưa quý vị cho nên là chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào chương trình lần tới thì nha sĩ Hòa sẽ chia sẻ cặn kẽ kỹ càng hơn à, vấn đề bệnh nướu răng bệnh khoang miệng liên quan tới dẫn tới tai hại cho lồng ngực lồng phổi như thế nào thì kính mời quý vị đón xem trong lần tới và xin mời Nha sẽ hòa đúc kết chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Hưng nghiên à, một lần nữa hòa soạn những cái kiến thức này để cống hiến cho quý vị biết tại sao bệnh nướu răng và cái vệ sinh răng miệng rất là quan trọng so với cơ thể của mình. Tại vì khi mà mình làm vệ sinh răng miệng rất là đơn giản và rất là rẻ tiền không có tốn kém nhưng mà nếu mà cái cơ thể mình nó không quân bình thì vi trùng ở trong khoang miệng có thể chạy tới tất cả các bộ phận trong cơ thể của quý vị được. Dạ vâng, à, cảm ơn nhà sĩ Hòa và hy vọng là chúng tôi lại có dịp tiếp tục gặp Đúng. nhà sĩ Hòa trong chương trình lần tới và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe nhà sĩ Hòa chia sẻ thêm về cái chủ đề liên quan tới bệnh nướu răng đối với lòng phổi như thế nào mà chúng ta thấy là căn bệnh về phổi rất nguy hiểm nó liên quan tới vấn đề hô hấp. Kính mời quý vị đón theo dõi trong lần tới.